Cứ đến ngày thứ tư, có rất nhiều người từ các nơi tập trung hàng hóa về khu vực ngã tư Đông Thành, xã Đông Thành, huyện Cần Giuộc, buôn bán dọc theo tỉnh lộ 830 và 826C. Người mua, người bán nhộn nhịp hai bên đường vào buổi sáng, gây không ít khó khăn cho người qua lại. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong ngày họp chợ, đồng thời lập lại trật tự mỹ quan ở trung tâm xã, Ủy ban nhân dân xã Đông Thành đã thu hút tư nhân đầu tư xây chợ. Công trình đang được thi công khẩn trương, dự kiến đến tháng 6 năm nay sẽ hoàn thành với quy mô 100 gian hàng. Công trình hứa hẹn sẽ là điểm nhấn của xã Đông Thành trong tiến trình xây dựng xã nông thôn mới, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, phấn đấu trong năm 2017 hoàn thành các chỉ tiêu về nông thôn mới. Quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thời gian qua xã Đông Thành đã tập trung nguồn lực cho tiêu chí giao thông, một tiêu chí cần rất nhiều kinh phí và lòng dân. Nhờ có sự tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương, người dân hiểu được lợi ích của nông thôn mới nên tích cực hưởng ứng hiến đất, kinh phí nâng cấp mở rộng các tuyến đường. Hiện Đông Thành có gần 13 km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, 60% đường liên ấp được trải đá, hơn 70% đường liên xóm được làm bê tông. Gần đây nhất là bê tông nhựa hóa các tuyến đường Tây Bắc, Tân Quang A, Tân Quang B. Trước đây con đường này nó cũng đường đá mà nó dơ, không có sạch đẹp như bây giờ. Nhờ nhà nước động viên ủng hộ và bà con đóng góp mở con đường cho sạch đẹp, thì tặng cho mấy em học sinh học cho nó thuận tiện hơn, thì bà con cũng rất là vui mừng khi con đường đã hoàn thành. Song song với thực hiện tiêu chí giao thông giúp cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, Ủy ban nhân dân xã Đông Thành còn chú trọng nạo vét kênh mương thủy lợi đáp ứng nhu cầu chẩn nước phục vụ sản xuất của nông dân. Điều kiện sản xuất được cải thiện, hình thức sản xuất dần được củng cố theo hướng bền vững. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống của nhân dân. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã là 29 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,11%. Hai năm về đây thì rất là thay đổi. Thứ nhất là về đường, thì nói ngay thì ở cái xã Đông Thịnh này, ngay tư này là đã là nhựa qua nhựa rồi. Còn các cái đường mà phụ á, như ở Bắc Tân Quang là đỡ có bê tông quá. Và trường học thì cũng đã xây như trường cấp 3, cấp 2 và trường tiểu học, rồi trường mẫu giáo là đều là đạt chuẩn hết. Rồi về điện thì nhà nước thì cũng nhân dân cùng làm rồi thắp sáng các con đường tuyến đê là đã cũng đưa lên cho bà con là đã phấn chấn. Về nước thì hiện nay thì nhà nước cũng đã đưa cái nước sạch là từ ở Long Phụng trở về đây. Tự nhiên là đã là quan tâm tới là bà con ở vùng hạ, đặc biệt là xã Đông Thành này. Tuy đã có nhiều thay đổi về diện mạo, nhưng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, Đông Thành vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt như yêu cầu đề ra. Trong cái thời gian qua thì thực hiện cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 11 cũng như là cái nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của xã Đông Thành, thì nhìn chung thì cái về cái thực hiện cái nông thôn mới thì trong năm 2016 thì chỗ đảng bộ cũng như là cái ủy ban xã thì cũng đã tập trung thực hiện cái một số cái tiêu chí bê tông cái đường Đông Quang 1, rồi là cái chán nhựa cái đường Đông Quang B, rồi là cái đường ấp Tây, một số cái công trình cái đường giao thông liên xóm khác. Ngoài ra thì cũng tập trung cho vấn đề là cái vận động nhân dân thực hiện cái mô hình cái hố rác di động ở địa phương. Trong năm 2017 thì phấn đấu sẽ là cái hoàn thành 5 cái tiêu chí. Một là cái tiêu chí giao thông, hai là cái tiêu chí chợ, ba là cái tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, bốn là cái tiêu chí về cái cơ sở vật chất văn hóa, năm là cái môi trường. Trong nhiệm kỳ này, xã Đông Thành không nằm trong lộ trình sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới của tỉnh hay huyện. Hơn nữa, các tiêu chí còn lại đều là những tiêu chí khó. Nhưng với quyết tâm của cả đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân, thì mục tiêu phấn đấu hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017 mà nghị quyết đại hội đảng bộ xã đề ra sẽ không là một nhiệm vụ quá khó với địa phương từng đạt danh hiệu anh hùng như xã Đông Thành.